Cậu là Minh Phi, không biết vì lý do gì. Từ một tên tầm thường như cậu lại được tuyển vào học viện Cát một học viện được cho là xuất sắc nhất đất nước. Cậu đang kẹt ở tàu điện khi cố hỏi chuyến tàu mang số hiệu CC ở đâu. Nhưng bảo vệ thấy cậu ít tiền nên cho rằng cậu là đứa ăn mày vì làm méo gì có chuyến nào là CC. Cậu tính kiếm đồ lót dạ thì mấy quán ăn này không tiếp. Ăn mày còn nhận cậu làm đồng nghiệp nhưng có một anh trai nhận ra và muốn chỉ đường cho Minh Phi. Anh là Phinh và cũng là một học viên của Cát và là đàn anh của Minh Phi. Cậu không tin nên Phinh cũng lấy ra tấm thẻ giống như cậu và lấy đi số tiền ít ỏi của cậu xem như thủ lao. Tối đó, Phinh cho biết anh đã học ở đây 8 năm vì bị lưu ban và muốn đi chuyến tàu đặc biệt của trường thì phải chờ đến đúng giờ, vì họ chỉ là những học viên cấp thấp nên phải chấp nhận việc tàu đến đón lúc nào thì đón, còn mấy người có quyền thì sẽ có người đưa đón riêng. Cả hai sau đó đã ngủ quên và Minh Phi mơ thấy việc cậu đang ở giữa một cánh đồng và mặt trăng thì to đến bất thường. Tỉnh dậy thì cậu thấy một thanh niên chạc tuổi cậu ngồi gần đó cậu ta có vẻ biết minh phi nhưng cậu lại chẳng hề biết gì cậu sau đó mới thực sự tỉnh vì bị phinh gọi dậy tàu lúc này vừa đến và ông bảo vệ thì nhìn u ám như ma ông quen luôn mặt của phinh và cho biết anh một lần nữa bị giáng cấp minh phi cũng đến giới thiệu thì bảo vệ sốc ngang khi cậu là cấp s mà tại sao lại ở đây phinh cũng sốc khi cấp của cậu cao ngang ngửa hiệu trưởng mà chẳng có mống nào đón bảo vệ cho rằng cậu đáng ra chỉ cần quẹt thẻ là sẽ tự có người đến đón khiến cậu cũng sốc ngang vì uổng công chờ mất nửa ngày Cậu sau đó đã quẹt thẻ ở đây luôn và đi theo bảo vệ đến chuyến tàu. Vừa đến tàu thì cậu vô tình gặp lại cả mấy thanh niên ăn mày ban nãy và giáo sư cũng bất ngờ lao ra ôm lấy vì tưởng như đã lạc mất cậu. Giáo sư tên là Gút hay dịch ra là tốt. Giáo muốn cậu học một khóa phụ đạo trước khi nhập học và chủ đề mà cậu sẽ học là về rồng. Vì lịch sử của con người từ lâu đã luôn có bóng dáng của loài rồng. Con người đã luôn chôn vùi sự tồn tại của loài rồng và học viện này cũng vậy. Cho nên học viên phần lớn sẽ được đào tạo chỉ để trở thành Dragon Slayer. Minh Phi nghĩ rằng giáo sư là một kẻ tâm thần còn cái học viện này là nhà thương điên. Trước khi tiếp tục video mọi người cho S xin một phút quảng cáo để kiếm gói mì tôm nhé he he. Honkai Star Rail là một tựa game đến từ nhà phát triển Hozovot, là đơn vị phát triển cực kỳ uy tín, đứng sau sự thành công của các siêu phẩm như Genshin Impact, Honkai Impact và Honkai Star Rail là một tựa game nhập vai cho phép bạn phiêu lưu, khám phá một vũ trụ giả tưởng vô cùng rộng lớn với rất nhiều khu vực khác nhau, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, thử thách nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Với nền tảng đồ họa tân tiến, phong cách thiết kế anime, các hiệu ứng chuyển động, kỹ năng mật mà bắt mắt đã tạo cho Honkai Star Rail lớp áo đồ họa hàng đầu hiện nay, cũng như nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía cộng đồng game thủ với những nhân vật cực kỳ đẹp, có phong cách khác nhau. Phần âm thanh của game chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng, game được đầu tư chi tiết, bài bản từ những hiệu ứng âm thanh nhỏ nhất, các bản nhạc nên phù hợp với từng ngữ cảnh cho đến phần lồng tiếng chuyên nghiệp của từng nhân vật. Về mặt lối chơi, bên cạnh việc khám phá và giải đố, Honkai Star Rail còn là một tựa game có cơ chế chiến đấu theo lượt với hệ thống nhân vật đa dạng không chỉ được chia theo độ hiếm mà còn là bảy nguyên tố bảy vận mệnh một bộ kỹ năng độc nhất vô nhị từ đó mà nhân vật nắm giữ một vai trò quan trọng trong đội hình với một đội hình bao gồm bốn nhân vật mang đầy tình chiến thuật và tư duy yêu cầu người chơi phải nghiên cứu và tính toán sao cho hợp lý mới có thể giành được chiến thắng honkai star rail cũng một tựa game gacha mang tới cho người chơi rất nhiều xúc cảm tuyệt vời hơn nữa honkai star rail rất thân thiện với người chơi cày chay bạn có thể cày được mọi thứ trong tựa game này với rất nhiều hoạt động tính năng từ những tài nguyên này bạn có thể gacha để có được nhân vật có thể nâng cấp gia tăng sức mạnh cho nhân vật của mình với hệ thống tính năng đa dạng. Tuyệt vời hơn cả, Honkai Star Rail là một tựa game đa nền tảng cho cả PC và Mobi, Android, iOS đều được, có hỗ trợ tiếng Việt, phát hành tại Việt Nam và hoàn toàn miễn phí. Nên bạn có thể dễ dàng tải về trải nghiệm tựa game này mà không có bất cứ khó khăn gì cả, đặc biệt trong dịp ra mắt, Honkai Star Rail mang tới cho người chơi rất nhiều hoạt động. Sự kiện với những phần quà hấp dẫn từ offline ngoài đời cho tới in-game, như tại Vincom Bà Triệu Hà Nội từ 26 tháng 4 đến 30 tháng 4. Bưu điện Hồ Chí Minh từ 26 tháng 4 đến 7 tháng 5 và vô vàn các hoạt động, sự kiện hấp dẫn khác, vậy nên còn chần chờ gì nữa, tải về và trải nghiệm Honkai Star Rail ngay đi thôi. Link mình để phần mô tả và dưới phần bình luận của video nhé. Giờ thì bắt đầu tiếp tục video thôi nào. Đột nhiên cậu trai ban nãy xuất hiện một lần nữa và cho Minh Phi biết điều giáo sư nói là thật. Cậu ta cho Minh Phi biết về câu chuyện sơ khai của loài rồng. Trước đây, vua rồng đã bị giết chết trên chính ngai vàng của nó. Xác của con rồng được đặt lại trên đỉnh núi và cũng là ngai vàng của nó. Vạn vật đều tung hô lúc con rồng chết đi và nếu nó không chết thì thế giới đã không được như bây giờ. Cậu tỉnh dậy và nói thật về điều cậu nghĩ về học viện nên giáo sư muốn chứng minh cho cậu thấy, một người khác đã đưa vào một chiếc vali và một chiếc bình. Trong vali là miếng vảy rồng và giáo sư muốn cậu bắn thử vào thứ này. Cậu đã học qua cách dùng súng ở huấn luyện quân sự nên bắn cũng tốt, và viên đạn nhắm vào miếng vảy bị đánh bật ngay tức khắc. Giáo sư cũng cho cậu thấy con rồng trong bình thì cậu nghĩ là đồ thủ công nên giáo sư muốn cậu xem cho kỹ cậu bất ngờ thấy con rồng mở mắt nó cũng tỉnh giấc và đập loạn một lúc rồi ngủ tiếp minh phi sợ đến đứng người vì thế giới quan của cậu đã sụp đổ hoàn toàn minh phi sau đó đã được giáo sư đưa đi dạo và thầy muốn biết câu trả lời của cậu ra sao vì nếu cậu từ chối thì sẽ bị xóa ký ức cậu quyết định sẽ thử hai ngày xem sao thấy cho rằng cậu còn chưa hiểu biết gì về thế giới nên chào mừng cậu đến khai phá phần còn lại cậu đi cùng thầy một đoạn thì nhận thấy sao hôm nay chẳng có ai ở học viện đột nhiên có cảnh báo phòng không khiến cậu nghĩ là rồng tấn công nhưng đột nhiên súng nổ khắp sân trường và giáo sư cũng đã dính đạn gục đi cả sân trường bỗng chốc trở thành cuộc chiến nảy lửa cậu còn chưa hiểu gì thì một lúc sau đã chỉ còn bốn người còn sót lại trên trận chiến hai đội trưởng hẹn nhau ra giữa sân quyết chiến cả hai đều dùng kiếm trong phòng chơi súng và có một màn tỉ thí đẹp mắt từ trên sân cho đến khi lên nóc nhà một đàn chị đột nhiên nhảy xuống chỗ minh phi và chĩa súng vào cậu cậu đầu hàng nên cô muốn cậu cúi xuống nhưng đã quá muộn khiến cô dính đạn minh phi bị sốc nặng và cậu trai kia đã hỏi cậu có muốn trừng phạt mấy người này hay không nếu có thì cậu sẽ giúp minh phi đột nhiên cầm súng lên và bắn ba phát hạ hết ba người còn lại trên sân cậu gục đi một lúc thì đội y tế chạy đến họ bắt đầu đánh thức những người ở trên sân minh phi cũng gặp được giáo sư maine và ông cho rằng đám học sinh giờ toàn lũ vô ý thức khi bày ra trò này và tiêu xài hàng đống tiền chỉ để sửa chữa giáo sư hút cũng tỉnh dậy khiến cậu nghĩ ông là ma Ông đã giải thích rằng hàng năm sẽ có một ngày tự do để học sinh thích làm gì thì làm. Thường sẽ là tổ chức đánh trận giả như này và đạn vừa rồi chỉ là gây mê và vệt đỏ này chỉ để đánh dấu. Nhưng giáo sư Mine đã gọi cho hiệu trưởng báo cáo lại về việc mà hai đội trưởng làm. Thanh niên tóc vàng ra này tự tin bố cậu ta có thể chi trả hết tiền sửa chữa, nhưng hiệu trưởng cho rằng ngày tự do là quyền của các học viên nên nhà trường sẽ chịu chi trả và hiệu trưởng hứa năm sau sẽ trở về tham gia cùng tất cả. Ai nấy nghe xong đều hò hét vì hiệu trưởng Iderbet. Hiệu trưởng cũng muốn gặp Minh Phi và muốn cậu chọn lớp vì thấy rất mong muốn được GAP một học sinh cấp S như cậu. Vì vừa vào mà đã hạ được hai học viên giỏi nhất là Cê Gia và Tử Hàng. Mai cũng khuyên cậu về ký túc xá chứ cậu bây giờ đang bị nhiều ánh mắt thù địch nhìn vào. Hiệu trưởng lúc này đã nói chuyện với một ông bạn và cho rằng ông sẽ không biến học viện này thành trường quân sự vì 6 năm trước các học viên hành xử như quân nhân đã chẳng thể làm được gì. Nên giờ thứ ông cần là một thiên tài chứ không phải là một đội quân. Minh Phi vừa về phòng ở ký túc thì đã gặp lại Phinh và anh ta sẽ chung phòng với cậu. Phinh cho rằng cậu đã bị cả hội học sinh ghét khi đánh bại Seja. Phinh dẫn cậu đi tham quan trường và cho biết đa phần học sinh ở đây đều sử dụng được một loại sức mạnh là ngôn linh, tức là sức mạnh tâm linh được thi triển dựa trên ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ hình thể. Đến nay đã phát hiện 100 loại ngôn linh và chia ra thành 7 thể loại khác nhau. Cả hai bị một thanh niên điều khiển chưa thành thục tạo ra một con cá voi nước đuổi theo một thanh niên dùng được băng thuật đã đóng băng con cá lại giúp nhưng đột nhiên minh phi thấy một cái cây nửa sống nửa héo nên cậu đã hỏi thử phinh thì anh ta cho biết đây là một bức tượng được từng khắc ra vì có liên quan đến vua rồng minh phi đột nhiên được giáo sư gọi đến vì ông muốn cậu làm quen với bài thi sắp đến ông cho cậu thấy chiếc hộp âm thanh ghi lại tiếng của vua rồng thứ đó chính là ngôn linh đời đầu và có thứ tự đầu tiên và được xem là mạnh nhất minh phi chẳng hiểu cái vẹo gì Thầy cho cậu nghe thử và cảm nhận nhưng nghe xong thì Minh Phi ngáp một cái vì nó quá chán và chẳng hiểu gì. Giáo sư cho rằng hẳn là ghen con người đang áp đảo huyết thống loài rồng trong cậu vì hiệu trưởng không thể nào nhìn sai. Thầy nghĩ ra một cảnh tượng khác và hoảng hồn chạy đi. Phinh thì tranh thủ tăng tin câu lai like về việc Minh gần như là người bình thường. Minh Phi thở dài vì bản thân có vẻ sẽ phải trở về cuộc sống bình thường khi bị tẩy não. Nhưng anh ta cho rằng nếu cậu không ngại gian lận thì anh ta có thể giúp. Vì lưu ban gần 5 năm thì anh ta có cả mớ đề cậu cầu xin Phinh giúp với thủ lao là ăn gì cậu đãi. Xê ra lúc này nghe tin từ cô gái tóc đỏ là nặc nặc rằng Minh Phi không hề có phản ứng với ngôn linh hoàng đế. Hai giáo sư thì đã tìm gặp nhau, giáo sư hút cho rằng từ trước đến nay thì tử hàng là người có huyết thống gần với loài rồng nhất nhưng vẫn chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào miếng vảy của vua rồng mà Minh Phi lại có thể ngang nhiên nổ súng vào nó. Vậy mà giờ cậu lại chẳng có phản ứng gì với ngôn linh. Họ nghi ngờ là Minh Phi có liên quan gì đó đến Bạch Long vì nó là đối thủ truyền kiếp với Hắc Long Hoàng đế. Hắc Long khiến vạn vật quỳ gối nhưng Bạch Long đã thanh tẩy con cháu khiến chúng có thể chống lại Hắc Long, cho nên họ nghi ngờ Minh Phi là hậu duệ của Hắc Long. Nếu đúng là thật thì Minh Phi sẽ trở thành một tiêu bản nghiên cứu tuyệt hảo, nhưng giáo sư Hút không muốn học sinh do bản thân tuyển vào lại trở thành tiêu bản. Giáo sư Mai Ne cũng nể mặt ông bạn mà sẽ không nói việc này với ai. Nếu Minh Phi trượt bài kiểm tra thì ông sẽ lên tiếng để họ đãi ngộ cậu tốt một chút. Tối đó, có một người đã đến tìm một linh hồn giám sát và nhờ cô để Minh Phi vượt qua bài thi. Sáng hôm sau, cậu chạy đến phòng thì và gặp Nạc Nạc. Cô muốn cậu ngồi vào vị trí và chuẩn bị làm bài. Khi bài thi bắt đầu thì Minh Phi nhận ra đề thi chỉ là giấy trắng như Phinh nói. Thí sinh sẽ được cho thử qua việc nghe linh ngôn và vẽ lại thứ nhìn thấy được trong giấc mơ. Câu trả lời đã có trên tay cậu. Khi bài thi bắt đầu thì thí sinh đã được nghe chú ngôn của rồng và một bầy bắt đầu hành động điên điên khủng khủng. Minh Phi nhận thấy cô gái ngồi bên hoàn toàn bình thường nên hẳn cô là một người không hề tầm thường. Đột nhiên cậu cũng bị ngủ đi và gặp lại cậu trai kia cậu ta nói bản thân là minh trạch và là linh thị của cậu linh thị là hình ảnh phản chiếu lại khát vọng sâu trong trái tim mỗi người minh trạch đã thay minh phi gánh chịu những quá khứ và cảm xúc thầm ký nhất cậu được trải nghiệm linh thị một chuyến thì được nặc nặc gọi dậy vì thi ba tiếng mà cậu ngủ hết hai tiếng tám cái đề thì viết được chín cái đáp án nhưng vì đã trả lời được nên cậu được cho nhập học trong lúc đó ông bạn của hiệu trưởng đã cho hai người xuống biển để khám phá nhưng một trận động đất xảy ra khiến dây cáp bị đứt và hai người kia đã kẹt lại bên dưới nhưng liên lạc vẫn chưa bị cắt và họ báo cáo rằng họ có vẻ là đã đến được cung điện của loài rồng lửa. Ông Chỉ Huy đã đích thân ra trận và nếu tìm được sinh vật sống thì có quyền xử lý. Rồng lửa là con cháu của Hắc Long nên chúng sẽ không xem con người ra gì nên cứ xử lý nếu chạm mặt. Ông đã xuống dưới đưa thêm oxy và nối lại dây cho hai người này và mang theo đứa bé có thể sử dụng ngôn linh để mở ra cánh cửa vào đền. Xong việc thì ông đã đưa cho anh trai này một quả bom, để lỡ việc có hỏng thì hãy phá hủy luôn nơi này. Hai người này là Diệp Thắng và A Kỳ cả hai đã tiến vào trong cả hai bắt gặp một cột đồng to lớn bao quanh bởi một cái cây a kỳ được giao ở lại xem xét còn diệp thắng thì tiến vào trong a kỳ nhìn thử cái cây thì nhận ra cái cây này có chữ của loài rồng cô đã chụp lại hết cho ai xử lý đột nhiên cô lại bị chóng váng và lại bị đứt dây diệp thắng đã nhanh chóng quay lại đỡ và muốn cô lấy bức tượng kia rồi về đột nhiên diệp thắng chạy đến giữ cô lại cho biết nãy giờ cô đã bị bức tượng kia thao túng vì giờ anh mới trở lại anh có mang theo được một cái hũ đột nhiên cả ngôi đền đột nhiên đột ngột thay đổi nên cả hai đã nhanh chóng bỏ chạy diệp thắng nghĩ là a kỳ đã kích hoạt lại toàn bộ ngôi đền này minh phi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông và bật dậy cậu gặp lại minh trạch và được biết đây là chuông báo tang và có thể là sắp có người chết hoặc đang gặp nguy hiểm tuy nhiều đó sẽ mang lại cho cậu cơ hội hoặc là phiền phức minh trạch có nói thêm mấy thứ khó hiểu về bản đồ nhưng phinh đã đập cậu dậy vì đang có cảnh báo khẩn cấp nhà trường cho triệu tập những học viên cấp a trở lên phinh đã bị giáng hạng nên nặc nặc đuổi anh về cả bọn đã đến phòng hội trường và giáo sư muốn họ giúp đỡ giải mã ngôi đền dưới biển kia. Họ có 20 phút để cứu Diệp Thắng và A Kỳ. Dù bình thường cần đến 15 năm để giải mã nhưng giờ họ cần làm mọi thứ có thể. Minh Phi nhận thấy cô gái ở phòng thi lần trước cũng ở đây. Còn cậu thì cũng đã đăng nhập vào máy và AI đã để giao diện trò chơi để cậu quen với cách sử dụng. Trong lúc ai cũng cố gắng thì Minh Phi đột nhiên được Minh Trạch gợi nhớ đến thứ bản đồ mà cậu ta nói. Minh Phi đã ấn vài nút và khiến toàn bộ máy tắt ngủm khi hiện trở lại thì lộ trình đã được giải lộ trình được gửi đến cho giáo sư man và ông ngay lập tức vạch ra đường thoát cho diệp thắng và a kỳ cả hai đã ngắt liên lạc để bắt đầu lên nhưng a kỳ biết là không đủ và định thổ lộ tại đây nhưng diệp thắng từ lâu đã biết nên muốn cô tin vào anh vì cả hai sẽ đủ oxy để thoát ra giáo sư đang vui mừng thì nhận ra bản thân đã tính sai khi họ chỉ đủ oxy thoát ra khỏi di tích chứ không đủ để nổi lên mặt nước ông đã lấy thuyền cứu hộ xuống chờ và chỉ còn biết cầu cho kỳ tích xuất hiện đang nước sôi lửa bỏng thì đột nhiên a kỳ ngoi lên dao lại cái hũ và cho rằng đây chính là thứ mà diệp thắng đã đổi mạng để giữ lại cô sau đó cũng bị một sinh vật kéo xuống nước và ra đi giáo sư man đã hoàn toàn tức giận ông cho mang cái hũ về và chuẩn bị trả thù ông vác súng ra bắn lia lịa vào con thủy quái nhưng nó dường như là sinh vật có trí khôn và con bay lên đớp cái trực thăng rồi lặn xuống ngư lôi cũng được thả ra và đến phía con thủy quái thì mất tín hiệu họ nghĩ con thủy quái đã nuốt nên kích nổ cứ ngỡ là đã trả thù được thì một học sinh nữa của ông lại bị giết và kéo xuống nước ông tức giận xả hết băng đạn nhưng con thủy quái chỉ nhìn ông với ánh mắt thỏa mãn nó bơi xung quanh con tàu và phát ra những tiếng cười hà hê một quả bom vẫn còn trong người nó nhưng giáo sư biết học trò biết con thủy quái chỉ đang chờ họ kích nổ thì nó sẽ bắn nhiệt lượng từ quả bom về phía con tàu nhưng ông nhận ra phía trước là con đập nên lao thẳng đến đó con thủy quái ngay lập tức đuổi theo khi gần đến đập thì nó giảm tốc nên ông đã dùng hũ này để kích động nó khi vừa chạm con đập thì ông đã cho mở đập để xong vào và lôi cả con thủy quái lên theo. Vừa lên bờ ông đã cho kích nổ quả bom khiến một cái răng của nó bị thổi bay đến và đâm vào người man. Đứa bé ngay lập tức dùng ngôn linh để đóng cổng và cũng kẹp chết luôn con thủy quái. Man cho rằng nó và ông đến đây là dứt nợ. Hiệu trưởng giờ mới liên lạc đến hội trường và cho biết con tàu đã trở về an toàn cùng chiến lợi phẩm. Minh Phi được ghi công lớn nhất, cậu sau đó đã gặp lại tử hàng và anh ta mời cậu về câu lạc bộ. Nhưng cậu nghĩ bản thân không đủ thực lực tham gia anh ta không ép và cũng tôn trọng nếu cậu về hội học sinh của cza vì anh muốn minh phi làm bạn hay đối thủ đều được tiếng chuông đưa tang sau đó cũng vang lên hiệu trưởng cũng đích thân đến gặp man lần cuối ông nghe lại báo cáo từ man và cả lời thỉnh cầu là đừng kể lại chuyện bốn người đã ra đi trong nhiệm vụ này ông cũng nhờ hiệu trưởng gửi lời đến nặc nặc là hãy tìm thầy hướng dẫn mới ngày hôm sau minh phi nhận được thư mời từ no no cô mời cậu đến bữa tiệc do cza tổ chức phinh cho rằng xê là một người nổi tiếng nhà giàu và hẳn là đang để ý tới minh phi nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ không đi vì trong này đòi hỏi là phải ăn mặc chỉnh tề mà cậu thì chẳng có bộ nào ra hồn phinh sẽ giúp cậu vụ đồ đạc nên cứ đi mà ăn uống cho thoải mái tối đó lúc cả hai đến bữa tiệc thì có nguyên một xe tải chờ đẩy hoa hồng làm đường cho no no lúc vào trong xê đã chúc mừng sinh nhật no no và cũng cho bắt đầu khiêu vũ phinh không có ai để nhảy cùng nên kéo minh phi ra nhảy và dẫm liên tiếp vào chân cậu no cho rằng cứ hành minh phi thì cậu sẽ chẳng chịu vào nhưng anh ta biết tử hàng cũng đã có mời trước anh ta mà cậu còn chưa vào nên hẳn là sẽ không dễ để mời được minh phi tham gia anh ta sau đó đã hô hào để nâng chiến khí của mọi người tiện thể thì gọi luôn cả minh phi lên đây để nghe cậu trả lời nếu từ chối thì cửa ở đằng kia anh ta cho cậu ít thời gian để suy nghĩ đột nhiên cô gái tóc vàng từng thi cùng minh phi tiến xuống cô muốn nhảy với cậu một bài và cho biết bản thân là zero nhưng cậu cũng có thể gọi cô là linh Cả hai đã nhảy với nhau một bài và Minh Phi nhận ra bản thân dường như đã gặp cô ở đâu đó. Sau bài nhảy zero đã cúi chào và cậu đột nhiên buột miệng nói câu bình thân như một bậc vua chúa. Nono và zero sau đó đã ra về, Minh Phi nhận thấy nơi này không chào đón cậu nên đã ra về. Cậu đi gặp Nono để chúc sinh nhật thì cô cho rằng bản thân chỉ muốn hưởng sinh nhật một mình. Sẵn đây cô cũng hơi mệt nên muốn Minh Phi lái xe chở cô đi. Ngay lúc cả hai vừa đi thì một nhóm đã xông vào tấn công học viện vũ khí các thứ được dựng lên phòng thủ nhưng đều vô vọng buộc nhà trường phải điều động học viên đi phòng thủ no no và minh phi vẫn chưa biết gì mà đang lên núi đột nhiên minh trạch lại xuất hiện để cảnh báo cậu về khúc cua trước mặt minh trạch cho rằng nếu cậu thích no no thì cứ nhích luôn chứ ngại làm gì cậu muốn minh trạch trước đi chỗ khác chơi nhưng minh trạch cho rằng no no hiện đang không có phòng bị gì và cũng chưa thích ai vậy thì dạy gì mà không nắm bắt ngay lúc này cậu đã cùng no no lên đỉnh núi và quyết định đi dạo một lúc Đám xâm nhập gồm 13 người thì đã bị bắt đến phân nửa, nhưng chúng đều xem mấy tên kia là tốt thí vì chúng đã có tay trong ở trường. Giáo sư tóc trắng đây muốn Mai Ne hãy gọi cho cha ông ở bên bảo vệ để hạ giới luật xuống để học sinh dễ dàng hành động. Cha ông trước giờ chưa thể cho ông một cuộc sống thoải mái nên giờ sẵn sàng phá luật của trường để giúp con trai. Cô cũng sẽ nhờ mọi người lấy lý do là cô đã đến nơi khác định cư. Cả hai đã trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất cho đến chuyện trong học viện. Cùng lúc đó, cha của giáo sư Mine đã giải trừ kết giới và cho phép mọi người sử dụng chú ngôn. Tuy nhiên đám xâm nhập cũng vậy, chúng đã sử dụng ẩn thân để đưa 6 tên còn lại lẻn vào trong điện. Một tên đã tách ra và hắn có số hiệu là 13, hắn đã lẻn vào bằng lối mà gián điệp cho và lẻn thành công vào được hầm rượu. Tên này quẹt cái thẻ và thành công mở được cửa một cách dễ dàng. Hội của C ra lúc này đã chạm mặt 6 tên xâm nhập cố gắng lẩn trốn kia, anh ta gọi cho tử hàng và muốn hai phe tự lo đối thủ của nhau. Nhưng tử hàng được lệnh là di rời khỏi thư viện, anh ta đã cho người rời đi còn bản thân sẽ ở lại vì anh ta đang có bệnh trong người nên bị hạn chế sử dụng ngôn linh nhóm kia vẫn nghĩ là bản thân chưa bị phát hiện nhưng xe ra đã nhìn họ mà cười cộng thêm quả điện thoại gieo nên hội kia tản ra vào thế chiến đấu nhưng xe ra cho cô ta nghe điện thoại trước rồi đánh cô ta nghe thì lại cuộc gọi từ đám tiếp thị quảng cáo này nọ khiến cô ta rất tức giận mà cúp máy quay lại vấn đề chính cô ta giới thiệu bản thân là mai và là chị gái của a kỳ nhưng từ nhỏ cả cũng chẳng hề ở với nhau nên tình chị em gần như chẳng hề có Cô ta muốn nghe xê ra chăn chối trước khi nhạc dừng. Nhưng anh ta chỉ muốn biết cô ta đến đây để làm gì. Tất nhiên là vì hũ cho cốt của rồng vì nó sẽ mang đến một thời đại mới. Nhạc tắt cái là xê ra và cô ta đã bắn hết mọi người trong đây. Nhưng cũng chỉ là đạn gây mê vì hai bên muốn hạn chế thương vong. Cô ta biết điểm mạnh của xê ra là trong tối nhưng vẫn sẵn sàng chấp anh ta chơi trên sân nhà và cho tắt đèn. Xê ra thấy rõ mọi thứ trong này và nhìn ra vị trí của cô ta. Nhưng đột nhiên cô ta biến mất ngay trước mặt anh. Tử Hàng cũng đã chạm mặt một người trong nhóm xâm nhập và nhìn mái tóc vàng thì hẳn đây là Zero, Tử Hàng đã không dài dòng mà bắt đầu luôn. Vừa dứt câu thì anh ta đọc ngôn linh và tạo ra ngọn lửa có sức công phá ngang một quả bom napalm, cả thư viện bị thiêu rụi nhưng Zero vẫn chẳng hề hấn gì sau đòn vừa rồi. Tên số 13 lúc này đã xâm nhập vào đến bên trong và được AI cảnh báo là nên quay về vì hướng thanh niên này đang tới sẽ không có gì tốt đẹp. Nhưng cô vẫn sẵn sàng chỉ đường cho thanh niên này đi, 13 nhận đang chuẩn bị nhận chỉ thị mới từ cấp trên thì đột nhiên rơi mất điện thoại nên mặc kệ mà cứ làm trước rồi chỉ thị tinh sau. 13 đến được một cánh cửa có từ lâu đời và có cảm giác ớn lạnh về thứ gì đó sau kia, nhưng rồi vẫn gạt qua mà mở luôn. Trong lúc đó, Minh Phi và No No vẫn đang tâm sự trên này. Cô cho rằng Cê ra chỉ là quá ngại để mời sau khi thấy cậu được tử hàng để ý nên cô mới phải đích thân gửi lời mời đến cậu. Vốn dĩ cô là nhân vật chính nhưng sức ảnh hưởng của Cê ra còn lấn át cô vậy mà Minh Phi là người duy nhất có thể chiếm lại sự chú ý của mọi người về cậu qua điệu nhảy với Zero. Cô đã ngỏ lời mời Minh Phi về hội vì cô chỉ muốn có một đàn em cho riêng mình. Đàn em của Cê Gia đa phần đều theo anh ta chứ No No chẳng có lấy một đàn em nào. Cô cho rằng bản thân và Cê Gia cũng như Tử Hàng sẽ chống lưng cho cậu. Với cả cô gọi Minh Phi đến đây là chỉ để nhận quà sinh nhật từ một người mà cô luôn muốn được gặp lại. Pháo hoa sau đó được bắn lên chỉ để chúc mừng sinh nhật No No. Cậu nghe việc cô nhắc đến người cô muốn gặp là mẹ và bà có vẻ đã mất được một thời gian. Trong lúc đó, 13 đã bị nước đẩy đến một bốn chứa và chạm mặt một con cá mập, nhưng nó lại rén không dám tấn công nên cậu ta đã đu đây lên và tiếp tục chạy quanh cái khu nghiên cứu này. Và với tấm thẻ được cấp thì cậu ta đã đến được chỗ quả trứng và hiệu trưởng đang ở. Quả trứng lúc này đã bị ngâm trong ni tơ lỏng và toàn bộ nhà nghiên cứu đây đều muốn giải phẫu quả trứng. Nhưng hiệu trưởng không cho phép vì nó rất nguy hiểm và trình độ của họ chưa đủ để cắt được quả trứng này ra. Ngay lúc tất cả rời đi thì 13 đã nhanh chân chạy đến để thó quả trứng đi. Nhưng cậu ta bắt đầu gặp ảo giác và quyết định giữ mạng hơn nên bỏ luôn cả một ống chất lỏng mà cấp trên đưa cho. Trong khi chỉ thị mà cậu ta đã bỏ là phải mở bình ra và đổ chất lỏng đấy vào quả trứng. Nhưng 13 vừa đi thì có một kẻ khác đã tự tay làm việc này thay. Hắn còn cho thêm chút máu để hồi sinh hoàn toàn vua rồng. Trong lúc đó, Seja và Mai quyết định hiệp ước với nhau là sẽ kết thúc trận đấu sau 3 nhát nữa. Vì Seja đã tìm được cách xác định cô ta qua âm thanh, hai nhát đầu đều ổn nhưng ở nhát cuối thì cô ta xuất hiện ở tứ phương tám hướng. Anh ta vẫn có thể tìm ra vì nhờ vào chiếc kẹp tóc của cô ta. Nhưng kể cả vậy thì cô ta vẫn trở mặt và dí súng vào đầu xê ra, nhưng đột nhiên một vụ nổ đã buộc cả hai phải đình chiến. AI cũng không thấy trả lời, cả hai ra ngoài xem thử thì hẳn là có một kẻ nào đó với nhiệt độ cơ thể phải ngang với dung nham vừa đi qua đây. Xê ra nghe thử thì kẻ này không hề có nhịp tim nên chẳng biết phải tìm ra sao, Minh Phi và No No giờ mới chơi chán và chuẩn bị về. Cả hai nhận được thông tin về vụ tấn công và cho rằng trường vẫn ổn, Tử Hàng và Zero vẫn đang chiến đấu không bên nào nhường bên nào. 13 lúc này đang trốn ra khỏi học viên thì vô tình bị Minh Phi tông trúng. Nhưng cậu chạy đến hỏi thăm thì cả hai nhận ra đối phương là người quen từng chơi với nhau trên game. 13 tên thật là lão đường và cậu ta nhờ Minh Phi giúp đỡ thoát khỏi đây. Cậu ta lấy tạm cả hai làm con tin và muốn cả hai đưa cậu ta xuống núi. Nhưng đột nhiên phía sau cả ba là một thực thể gì đó rất nóng. Non non muốn cả cứ nhìn kính chiếu hậu là được phía sau là một cô gái và cô gọi một trong hai thanh niên là anh trai cả hai thanh niên tưởng là lò vi sóng hóa thành ma nên cắm đầu chạy các giáo sư nghĩ cô là loài rồng nên muốn tất cả đứng từ xa xả đạn nhưng đạn chạm vào đều bị tan chảy nên họ cũng bất lực lựu đạn cũng bó tay và đột nhiên cô ta bắt đầu đọc ngôn linh giống như tử hàng và xả ra một lượng nhiệt khổng lồ tử hàng nhận thấy thì liền gọi cho đàn em và quyết định đình chiến với zero vì đây là sự cố ngoài ý muốn cha của mai ne cũng chẳng thể đóng kết giới lại vì sức mạnh của ông không đủ phong ấn lại sức mạnh của loài rồng đúng vậy cô gái này chính là rồng và là người cai trị đồng và lửa và cùng là một trong bốn vị vua rồng mai đã gọi về cho đồng đội để nói về con rồng này thì cô ta cho rằng con rồng đang mất kiểm soát nếu cứ để như vậy đến khi suy kiệt năng lượng thì sẽ có một vụ nổ xảy ra đủ để săn bằng cả ngọn núi nhóm minh phi vẫn chưa biết dùng cách nào đột nhiên phinh cũng đến hội quân và cả bọn nhận ra con rồng đuổi theo họ cả bọn nghĩ cách là chạy đến hồ bơi phía trước là có thể có cách cả bọn gặp lại xê ra nên gửi no no lại đây mà đi tiếp nhưng xê ra muốn cô cứ đi theo bảo vệ cho minh phi mai lúc này cũng nghe đồng đội tìm ra cách xử lý là dùng đạn gây mê vì đạn này phi kim loại nên sẽ tiến đến gần hơn so với đạn thường tuy không đủ hạ gục nhưng chí ít là có thể giảm tốc độ của con rồng lại và xê ra thật sự làm chậm lại được con rồng nên tất cả đều đổi đạn ba thanh niên lúc này đang nấp trong hồ bơi và trước tiên là cứ làm quen nhau đã đang nói vài thứ thì cả ba cảm thấy con rồng sắp tới nên ngụp xuống nước minh phi lại được đưa vào ảo cảnh và nghĩ là minh trạch tạo ra nên chạy đi tìm nhưng người duy nhất cậu tìm được là cô gái rồng kia và sau một vài giây thì tôi nhận ra đây là con trai con rồng này gọi minh phi là anh trai cậu nhận ra trên ngọn núi kia chính là ngôi đền dưới biển nhưng đột nhiên minh trạch chạy ra suốt con rồng và kéo minh phi chạy đi cậu được đưa trở lại hồ bơi thì thấy hai ông bạn đã chạy mất dấu chân của con rồng thì bên cạnh Hiệu trưởng đã gọi cậu đi theo và đưa cậu lên một tòa tháp khá cao. Ông đưa cậu một viên đạn giả kim và khẩu súng và muốn cậu diệt trừ vua rồng tái sinh trước mắt. Cậu khá lưỡng lự và muốn biết lý do bản thân phải nhận thì thầy cho rằng cậu là người được chọn và là kẻ diệt rồng. Hai ông bạn lúc này vẫn đang dần vặt vì đã bỏ Minh Phi ở lại. Đột nhiên con rồng quay sang lão đường và gọi anh trai. Nó đột nhiên hóa thành dạng rồng buộc hiệu trưởng phải ra tay. Thầy nhảy lên sử dụng ngôn linh và làm chậm thời gian xung quanh. Ngay lúc ông nhảy lên rạch ra một đường để mở mắt con rồng ra thì ông ngay lập tức ra hiệu cho Minh Phi, Minh Trạch cũng ở sau động viên nên cậu đã nổ súng bắn thẳng vào mắt con rồng, khả năng điều khiển kim loại của con rồng đã mất nên thầy cho tất cả đổi đạn, con rồng nhìn thấy lão Đường thì liền chạy xuống cứu lấy anh trai và hứng toàn bộ số đạn bắn vào, kể cả khi đã bị bắn còn bộ xương thì nó vẫn muốn anh trai phải chạy đi, lão Đường vì quá hoảng sợ trước nó nên chạy đi và không nhận ra chính nó đã cứu cậu ta nãy giờ. Cậu ta đã chạy đi trong cơn mưa và đau khổ khi nhớ ra được những ký ức của tiền kiếp. Cậu ta chính là anh trai của con rồng đó trước đây và giờ cậu ta đau khổ khi đã hại em trai phải chết. Ký ức thức tỉnh mang cho cậu ta thêm một đặc ân là sức mạnh cũng quay trở lại. Cha của Mine đã trách móc hiệu trưởng vì ông biết rõ con rồng kia và vua rồng Nô Tông là hai anh em. Vậy mà lại nỡ giết em trai trước mắt ngài ấy nên hẳn là ông không hề sợ vua rồng Nô Tông sẽ trở lại báo thù. Nhưng ông đã chán cuộc sống này vì cả hai là những con người từ thế hệ đáng ra đã phải lụi tàn với cả ông cũng tin tưởng minh phi sẽ trở thành người có thể thay ông bảo vệ cho thế hệ mới này ông muốn dùng quãng thời gian cuối để tiêu diệt hoàn toàn loài rồng khỏi thế giới vì mỗi khi con rồng chết đi thì nó sẽ để lại một phần cơ thể để làm truyền nhân nhằm tái sinh về sau ông đã buộc phải giết em trai của nô tông là để ép nó phải thức tỉnh dù cơ thể chưa hoàn thiện và chỉ có cách gây thù thì mới khiến nó toàn lực chiến đấu mà không để ý đến việc bỏ lại hậu thế sáng hôm sau minh phi được phinh cho biết về việc những thành viên tinh anh trong trường đều được gọi về hết minh phi cũng đã quyết định vào hội học sinh nên phinh cho biết anh ta cũng đã vào từ trước một ông chú đã đến đưa thẻ học sinh cho minh phi và dặn cậu một tiếng nữa đến gặp xê ra vì giờ anh đang có chuyện với hiệu trưởng hiệu trưởng cho biết ngôi đền dưới biển kia là một di tích quý giá nên đã giao cho hội học sinh của xê ra thám hiểm với điều kiện là đưa minh phi đi theo cậu nghe tin thì liền từ chối vì cậu chỉ giỏi kéo chân chứ chẳng giúp được gì xê ra cho rằng cậu đã được hiệu trưởng chọn nên không thể không đi Cậu cho rằng bản thân chỉ đến đây vì học bổng khiến xe ra tức giận vì cậu đến một nơi bất thường chỉ để làm một người bình thường thì chấp nhận việc xóa ký ức mà làm người thường. Như nặc nặc đã tìm đến và cho rằng cô đã hứa sẽ chống lưng cho cậu nhưng nếu cậu chọn rời đi thì lời hứa sẽ chỉ đến được hôm nay. Bị mỹ nhân kế dụ dỗ nên cậu đã chấp nhận ở lại và theo nặc nặc đi huấn luyện, cậu tập dùng dao với xe ra. Tập đấm bốc với tử hàng, tập lặn cùng nặc nặc và tập bắn súng với zero, cậu rất kiên trì tập luyện qua từng ngày và không hề bỏ cuộc. Cứ thế trải qua hai tháng, Minh Phi soi gương gần 15 phút liền khiến Phinh phải lên tiếng. Cậu thắc mắc lý do Phinh ở lại đây 4 năm thì anh ta cho rằng bản thân khá cô độc với cả đồ ăn ở đây cũng ngon. Minh Phi luôn thấy cả hai thường lệch sóng nhau nhưng Phinh thật sự rất tốt với cậu. Cậu đã giao cho anh ta tấm thể học sinh cấp S của mình để anh tiêu xài nếu cậu có lỡ may ra đi. Nhưng anh ta chưa gì đã đặt đồ khiến Minh Phi nghĩ lại. Anh ta ném trả tấm thẻ và cho rằng cậu cứ giữ lấy vì cơ may thì cậu có thể trở về mà tiêu xài. Vì những kẻ kém cỏi thường có vận may rất tốt, tối đó bốn người được chọn đã lên tàu để chuẩn bị lặn mine cho biết nhiệm vụ lần này đã có trang bị hỏa lực nhiều hơn lần trước vì có thể sẽ chạm chán con thủy quái lần trước vì nó chỉ là tùy tùng của vua rồng nên phải hết sức cẩn thận sẽ có hai đội được phân ra minh phi sẽ đi với Nạc Nạc còn c gia sẽ đi với zero nhóm c gia được giao nhiệm vụ lặn xuống biển để phá hủy di tích kia nhưng zero cho rằng bản thân đến thắng nên không bơi được và được chấp thuận minh phi hy vọng nặc nặc cũng đến nhưng cô không bị nên hỏi thẳng cậu có muốn lặn hay không lúc chuẩn bị lên đường thì minh phi lo ngại về việc sẽ phải chạm chán nô tông nhưng mai ne cho rằng nô tông giờ vẫn chưa có một cơ thể hoàn thiện để sử dụng ngôn linh hủy diệt thế giới cho nên nó sẽ phải ngủ đông và tình nghi ngôi đền này chính là nơi mà con rồng hoàn thiện sẽ sinh ra cả hai lặn đến chiếc cổng và lại thấy con quỷ canh cổng này mai ne muốn cậu nhỏ ít máu trong lọ này cho con quỷ cậu hy vọng nó đã chết nhưng nó vùng lên cắn luôn tay cậu khiến cậu la làng và cho rằng bản thân bị thương nên trở về như nặc nặc cho cậu thấy vết thương có chút xíu và băng lại cho cậu cả hai sau đó bị hút vào cánh cổng và tỉnh dậy trong một cái hang. Kỳ lạ là xung quanh có không khí rất trong lành khiến AI nhận ra chủ nhân của nơi này đã trở về. AI giải thích rằng, việc nơi này trở nên khác biệt so với lần trước khám phá là do nơi này đã bị thay đổi lại kiến trúc và người làm được chỉ có mỗi vua rồng nô tông và là chủ nhân của nơi này. Minh Phi hơi rén nhưng nặc nặc muốn biết chỗ gài bom luôn mai ne muốn Minh Phi đổ thuốc nhuộm lên nước và rồi hướng theo thuốc nhuộm là sẽ đến. Cả hai chạy theo và mấy bức tượng đáng sợ xung quanh lần lượt nhìn theo cả hai cả hai đi một lúc thì đến được chỗ cái cây mà cặp đôi đi trước từng đến tiến vào sâu hơn thì cả hai tìm thấy một bức tượng to lớn của vua rồng nô tông nặc nặc muốn cậu nhìn xuống dưới và sút minh phi xuống nước cô cũng nhảy xuống sau đó và kéo cả cậu đi theo cả hai bơi dần xuống đáy và nơi này là cả một cái nghĩa địa khổng lồ đi tìm mò xung quanh thì nặc nặc phát hiện có chỗ bằng phẳng nên lấy tay minh phi và dùng máu cậu ấn vào một vòi rồng đột nhiên xuất hiện và cuốn cả hai đi mất dây cũng bị đứt buộc mai ne và xê ra phải dùng ngôn linh để dò tìm trong lúc đó, Minh Phi và Nặc Nặc đã đến được một mảnh đất được nghi ngờ là nơi ở của nô tông trước đây. Trong này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu nên Nặc Nặc muốn Minh Phi ngồi phía trước đây để cô mô phỏng lại hai anh em nhà Rồng. Mô phỏng được một lúc thì Nặc Nặc cho biết là hai anh em nhà Rồng đã sống ở đây với nhau, người em thì không tiện đi lại nên thường ngồi chế tạo đồ. Hai anh em luôn có nhau nhưng người anh thì vẫn luôn rất cô đơn. Bói chán rồi nên Minh Phi nghĩ là nên cài bom lại mà về. Nặc Nặc tính toán thử và đặt luôn 45 phút nhưng cô nhận thấy cây đèn dầu này không như cô dự đoán và đúng là có ai đó mới đổ dầu vào cả hai nhanh chóng cắm đầu chạy và leo lên bánh xe nước để chui lên lại nhưng vừa lao lên bên trên thì dây nối đã mất dù không hề có biến động nước cả ngôi đền lúc này cũng rung chuyển và dần sụp đổ buộc họ phải quay lại bên dưới mi nhận thấy trường hợp này khác giống với cặp lần trước nên quyết định thử dùng lối thoát đã vạch ra lần trước và đến được cánh cổng sau xe ra đã mất bình tĩnh và muốn đi cứu người nhưng mai cho rằng một tiếng nữa mà không có tin thức thì anh được phép xuống Minh Phi và Nặc Nặc lúc này đã ra được kha khá nhưng Minh Phi đã bất lực nên đành cầu cứu Minh Trạch và mở bản đồ. Đột nhiên cậu nghe được giọng của Phinh đang cố liên lạc với cậu, cậu cầu cứu Phinh và được anh ta liên kết nói chuyện thông qua não của Mai Nè. Anh ta hách được và dùng quyền cấp S để chỉ được lối ra cho Minh Phi. Xê ra lúc này nhận thấy nước sông đang nóng lên chứng tỏ vua rồng đã bắt đầu hành động. Xê ra đã đứng ra tiếp quản vị trí thuyền trưởng vì Mai Nè hiện tại đang sử dụng ngôn linh quá mức nên không thể chỉ huy được nữa ai nấy đều chấp thuận và xê ra muốn kiếm tra lại ngư lôi. Đột nhiên thủy quái từ dưới nước tấn công thẳng lên và hại chết một phi hành đoàn và phá hỏng cả buồng vũ khí. Họ nhận ra nó đã trốn bên dưới nãy giờ nên chạy trốn và bị vua rồng nô tông chặn đầu. Nô tông gọi người hầu thủy quái đến và thẳng tay giết nó để chiếm lấy thân xác và hòa làm một với nó. Còn Minh Phi và Nặc Nặc thì lại vô tình tìm thấy xác của Diệp Thắng. Cả hai nhận ra anh ta đã dùng bình dưỡng khí của mình cho A Kỳ nên cô mới có thể lên được mặt nước. Thứ Diệp Thắng đang cầm có vẻ là một thứ cũng quý giá nhưng anh ta không thể mang theo. Cả hai mang theo và tìm lối ra nhưng một phiến đá to lớn đã chặn đường buộc cả hai quay sang một lối khác. Minh Phi cứ phụ thuộc vào nặc nặc nên Minh Trạch cho rằng cậu luôn phụ thuộc vào kẻ khác thì sẽ luôn là một đứa thảm hại. Sao không nhìn Diệp Thắng mà học hỏi? Sao có chân mà không tự làm? Bị thông não khiến Minh Phi mạnh mẽ hơn và cho rằng có cửa thì ắt có khóa và tình cờ thì cả hai tìm được người giữ cửa. Nhưng máu của Minh Phi đã ngừng chảy, nặc nặc thì cố giữ cả tảng đá lại khiến minh phi quyết định làm liều cậu đã mở mặt nạ ra để tự cắn tay và thành công đưa cả hai thoát khỏi ngôi đền nhận thấy tin hiệu đã trở lại nên xê đã cho tàu trở về vị trí cũ để đón hai người đồng đội cả hai lúc này đã thành công ra được khỏi ngôi đền nhưng là từ bên dưới không phải trên nặc nặc đã cho cậu một nửa lượng dưỡng khí của cô và còn tính cho luôn bộ đồ lặn có điều làm như vậy thì thời gian cô có thể trụ được lại là rất ít xê đã thả chuông lặn xuống đợi cả hai trở lại Tử Hàng cũng gọi đến thông báo là anh ta sẽ đến để giúp họ săn vua rồng nô tông, nhưng Xê Gia cho rằng Tử Hàng chơi hệ lửa mà đi đánh rồng lửa thì cũng chẳng được gì. Xê Gia đã cho điều chỉnh lại ngư lôi để khiến nó thành một mũi tên sắt bắn thẳng vào vua rồng chứ chẳng cần phải phát nổ. Xê Gia đã tự mình ra trận và Zero nhắc anh nhớ là nếu sử dụng ngôn linh gia tăng thính giác của anh ta lúc phóng tên lửa thì màng nhĩ của anh ta sẽ bay màu. Xê Gia đã nhớ và sẽ cân nhắc điều đó, vậy mà khi đối mặt với nô tông thì anh ta vẫn sử dụng để bắn mấy viên đạn vào nô tông. Nó không gây hại nhưng chí ít là khiến vua rồng tức giận mà không bỏ trốn. Zero đã chuẩn bị xong ngư lôi. Xê ra thấy cơ hội đã đến nên phá bỏ nguồn linh và để tử hàng làm việc cần thiết. Tử hàng tung ra một chiêu thì vua rồng cũng đáp trả và tạo ra một vụ nổ chói và che hết tầm nhìn khiến việc bắn ngư lôi là không thể. Nhưng Xê ra đã bịt mắt từ đầu là để tránh việc bản thân bị chói và ra hiệu cho Zero khai hỏa. Ngư lôi bay thẳng đến và dính trực diện vua rồng. Nó bị đẩy ra xa rồi từ từ chìm xuống. Từ Hang đã trở về còn C ra thì bị thương nặng ở tay khiến anh ta giờ chẳng thể nghe rõ được nữa, chỉ mình Zero nhận ra và quyết sẽ trở thành cánh tay đặc lực cho C ra sau này. Trong lúc đó, Nặc Nặc và Minh Phi đã tìm đến được chuông lặn, Nặc Nặc đã để Minh Phi vào trước và rồi cô bị vua rồng xiên cho một nhát trí tử. Minh Phi bị sốc và cậu thừa nhận bản thân đúng là kém cỏi nhưng lý do gì ông trời lại để cậu thấy cảnh tượng bi thương này. Cậu gào thét trong vô vọng và được đưa đi gặp Minh Trạch. Minh Phi không muốn phí thời gian ở đây nhưng Minh Trạch cho biết Nạc Nạc đã mất đi 90% lượng máu trong cơ thể cô nhưng ý thức của cô vẫn còn và sự sống thì đang như ngọn nến trước gió. Có thể tắt bất cứ lúc nào, Minh Trạch cho biết thời gian ở đây khá chậm nên khi trở về cậu vẫn có đủ thời gian để cứu Nạc Nạc. Quan trọng là cậu có đủ bản lĩnh để làm hay không. Minh Trạch muốn nghe về mục tiêu của cậu khi đến đây vì biết đâu cậu ta sẽ giúp được Minh Phi. Cậu ban đầu chỉ tham gia trường này chỉ để cho bố mẹ thấy là cậu có tiền đồ, nhưng rồi cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân khi đột nhiên hóa điên bắn xe ra và tử hàng để rồi bị đôn lên, làm cấp S và rồi còn bị một cô gái dùng mỹ nhân kế dụ vào hội học sinh và phải trải qua tình cảnh như bây giờ. Sở dĩ cậu trước đây không hề có gì nổi bật đến nỗi bản thân cậu chẳng hề có cảm giác được tồn tại, nhưng nặc nặc là người đầu tiên cho cậu cảm giác được sống, được là chính mình và tỏa sáng, cậu không thể để nặc nặc chết nên đó chính là mục đích sống của cậu. Nghe thảm hại và mắc cười thì cậu cũng kệ nhưng cười xong thì phải thả cậu ra khỏi đây. Minh Phi đã giải bày được hết nỗi lòng và Minh Trạch quyết định sẽ ký khế ước của quỷ với cậu. Minh Trạch có sức mạnh gần như tuyệt đối nhưng cái giá là Minh Phi chỉ có thể triệu hồi cậu ta được 4 lần và khi hết 4 lần thì tuổi thọ của Minh Phi cũng vậy. Minh Trạch nhận thấy cậu đã thay đổi nhiều so với trước đây nên đã nhanh chóng khế ước với cậu. Minh Trạch cho cậu ba loại sức mạnh, hai cái là ngôn linh chiến đấu, một cái là câm lặng không cho đối thủ sử dụng ngôn linh và cái còn lại là do cậu tự có. Ngôn linh thứ tư là do cậu tự tạo ra và nó là không được chết. Sức mạnh này cho phép cậu thao túng sinh mạng và sức mạnh để thực hiện hóa điều đó. Nhưng cậu muốn đổi một cái nên minh trạch cho cậu chọn bất cứ cái nào cậu muốn. Thế là cậu chọn sức mạnh giống như của Seja. Minh Phi sau đó bị sút khỏi bè và trở về thực tại. Cậu đã bơi ra và đeo mặt nạ dưỡng khí cho nặc nặc và dùng khả năng thao túng sinh mệnh để đưa máu của nặc nặc về lại cơ thể cô. Cậu sau đó đã cột cô và dây và kéo vài cái để cô được kéo lên. Con tàu nhận được tín hiệu và vui mừng khi họ còn sống. Minh Phi đã xong một việc nên giờ mới khổ khi bốn phép minh trạch cho chẳng có cái vẹo gì là tấn công được vua rồng. Nhưng minh trạch cho biết chiếc hộp cậu lấy được từ diệp thắng có chứa bảy vũ khí đại tội mà vua rồng nô tông năm xưa tạo ra để trị lại các vua rồng khác. Đối với nô tông thì phải dùng vũ khí hung bạo để đánh, cậu đã khóa mõm vua rồng lại để trận này chỉ chơi vật lý. Cậu sau đó mở hộp nhưng chỉ gọi đến được ba thanh là Tham Ăn Kiêu Ngạo và Sắc Dục, tuy không đúng nhưng kết hợp lại vẫn dùng được cậu xách ba con hàng lao đến chém tay đôi với vua rồng nhưng vì ở dưới nước khiến cậu không có chỗ đứng để tung lực nên minh trạch đã thay đổi vài thứ giúp cậu chiến đấu tốt hơn cậu bắt đầu chiến đấu nhanh hơn và đả thương được vua rồng nhưng cậu cũng bị dính đòn trở lại không ít vua rồng sau đó đã bỏ trốn và minh trạch khuyên cậu nên giữ sức vì rồng rất châu bò ở khoản đánh lâu dài nô tông chạy đi hẳn là để chuẩn bị cho đòn cuối cùng minh phi cảm thấy ở dưới biển rất cô độc đến đáng sợ cậu cho rằng nếu bản thân có chết thì cũng chẳng mấy ai buồn quá một ngày nếu thì chắc chỉ có phinh còn nặc nặc thì sẽ có một ai đó khác để san đi nỗi buồn nhưng minh trạch sẵn sàng buông tha cậu nếu cậu nhận bản thân tuyệt vọng nhưng cậu đã đâm lao thì phải theo lao chứ không thể vứt bỏ giữa chừng được nữa cậu sau đó đã kích hoạt khả năng của xê ra nhưng lần đầu sử dụng thì nó quá ổn minh trạch đã chỉ cậu là tập trung vào mục tiêu và kể cậu cần tìm khi vừa tìm được thì cậu vác kiếm đến đối đầu với vua rồng và ghim được hai thanh vào cổ hắn nhưng khi nhận ra lão đường thì cậu lại do dự để rồi bị bóp cổ Minh Trạch đã gửi cậu thanh thứ ba để cậu sử dụng và đâm một nhát từ sau lưng vua rồng. Hắn bắt đầu hóa thành đá và chìm dần xuống biển còn Minh Phi thì bị những ký ức cùng thằng bạn làm cho đau khổ. Nặc nặc thì đã thành công được cứu sống và tỉnh lại. Zero cũng thấy cậu nổi lên mặt nước nên đã xuống vớt lên. Vua rồng vẫn còn sống nhưng Mai đã ở gần đó tung ra phát đạn đặc chế để kết liễu và vẫn đảm bảo Minh Phi còn sống. Khi về trường, Minh Phi chính thức trở thành xà trụ và được hiệu trưởng cho biết cố tổng cộng 8 vua rồng và vua rồng nào cũng đều là một cặp song sinh. Minh Phi chẳng hiểu lý do gì mà Hắc Vương lại quyết định để song sinh nhằm kiềm hãm nhau như vậy. Thầy cũng kể cậu nghe về lịch sử của vua rồng Nô Tông và cả những thứ liên quan đến lão đường mà cậu yêu quý. Và chuyện sẽ xảy ra nếu vua rồng không bị tiêu diệt, thầy đã đưa cậu bức thư mà mẹ cậu viết. Thầy sau đó cũng có thắc mắc về chuyện đã thực sự xảy ra với vua rồng. Nhưng nếu Minh Phi không muốn nói thầy cũng không ép, cậu về phòng thì thấy Phinh đã đăng bài chúc mừng sự thành công của cậu và xê ra nhưng biểu ngữ để khác nhau khiến cậu dãy nảy lên. Tình cờ hơn là Tử Hàng và Cê Gia đã chuyển đến phòng đối diện để ở. Nặc Nặc cũng đến ở gần đây và tặng Minh Phi sô cô la nhân ngày lễ tình nhân. Cô cũng cảm ơn vì Minh Phi đã đánh thức cô lúc ở dưới biển. Nặc Nặc có rủ cậu chút nữa đi chơi cùng cả nhóm nhưng cậu còn mắc việc nên từ chối. Cậu trở về phòng thì nhận tin nhắn từ Minh Trạch. Cậu ta nhắc lại về giao kèo giữa cả hai và phải giữ tin nhắn này như là hợp đồng. Cậu cho rằng sau này bản thân sẽ không sử dụng thứ quyền năng này nữa là được. Phim đến đây cũng là kết thúc. Tạm biệt.